cuộc chiến cung đình Tổng Trọng và Tô Đại Tướng, ai gieo gió, ai gặt bão đây? Người Việt có câu kẻ gieo gió thì tất gặt bão, hay trời rào sẽ có ngày đứt tay. Điều này không chỉ ứng với Chủ tịch nước Tô Lâm mà cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tham vọng trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam để thống trị và tập trung quyền bính trong tay, song với sự nhìn nhận và đánh giá tình hình thiếu chính xác, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã liên tiếp đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Việc lạm dụng quyền lực của người đứng đầu Bộ Công an khiến các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng cũng phải khiếp sợ. Đây là một trong lý do đa số các ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư cũng như đa số các ủy viên Trung ương Đảng tuy bề ngoài sợ sệt nhưng không phục Tô Lâm. Đằng sau lưng Tô Lâm, họ đã liên kết thành một liên minh chống lại và tìm cách bứng ông ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Đó là lý do vì sao giới phân tích quốc tế đánh giá ông Tô Lâm có sức mạnh thực sự nhưng ngược lại không có sức mạnh của phe cánh. Với khối tàng thư dữ liệu Big Data, các dấu vết nhúng chàm của tất cả các lãnh đạo Việt Nam ở mọi cấp, mọi ngành, từ trung ương tới địa phương khi cần, Tô Lâm có thể chỉ đạo ngành công an để loại bỏ bất kỳ ai ở bất kỳ cương vị nào trong tích tắc. Nhưng với việc chỉ nắm vẻn vẹn một số phiếu của 5 ủy viên trung ương, trong đó có duy nhất một phiếu của ủy viên Bộ Chính trị, phe cánh của Tô Lâm phải chịu thất bại sớm theo nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bài học từ các cựu tứ trụ như cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hay cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến lúc cần đánh gục, Bộ Công an lập tức đưa ra các bằng chứng không thể chối cãi. Hai ông Thưởng và ông Huệ dù là nhân vật thân cận với Tổng Bí thư cũng dễ dàng bị hạ bệ nhanh chóng. Đó là lý do vì sao khi Bộ trưởng Tô Lâm có những dấu hiệu lạm quyền, lợi dụng sự tin tưởng của Tổng Bí thư để thực hiện một kế hoạch đảo chính không tiếng súng một cách công khai khiến Tổng Trọng cũng phải hết sức bất ngờ, thậm chí là trở tay không kịp. Công luận cho rằng vào thời điểm đó không có gì để đảm bảo các vết trúng chạm Tây Đình mà ông Nguyễn Phú Trọng chạm phải trong thời gian giữ chức Bí thư Hà Nội với số tiền hàng triệu đô la được cho rằng nhận hối lộ từ tập đoàn Shibuya của Indonesia vào đầu những năm 2000. Đây là vụ án đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng thời điểm đó. Mà Bộ Công an dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã yêu cầu Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng điều tra nhưng đang giang dở. Nhưng tiền trách kỷ, hậu trách nhân, Tổng Trọng cũng cần phải thực sự nghiêm túc đánh giá để nêu gương cho các lãnh đạo cấp dưới. Sự tùy tiện trong việc tuân thủ hiến pháp, pháp luật cũng như điều lệ đảng của ông đã tạo nên một tấm gương rất xấu cho cấp dưới noi theo. Một khi thượng bất chính thì hạ tắc loạn, sự nổi loạn của ông Tô Lâm đã cho thấy ông Trọng có phần trách nhiệm không hề nhỏ. Cũng phải kể đến sự dung túng và nuông chiều của Tổng Trọng đối với Bộ Công an khi ông đặt niềm tin quá lớn và dựa vào Bộ Công an để chống tham nhũng, mà thực chất là loại bỏ phe cánh và các cá nhân không ủng hộ ông. Do đó, ông Tô Lâm yêu cầu gì thì được đáp ứng ngay lập tức. Cho đến nay, quân số trực thuộc sự điều động của Bộ trưởng Bộ Công an lên tới hơn 7 triệu người, gấp hơn 10 lần biên chế chính thức của quân đội. Khi quân số tăng thì chi phí cho Bộ Công an cũng tăng theo rất nhanh. Theo dự toán ngân sách vào năm 2024 của Chính phủ, ngân sách cho bộ này đã lên tới 113.000 tỷ đồng, tương đương 4,5 tỷ đô la, bằng 16,5 lần ngân sách chi cho ngành y tế. Nhưng vốn là một kẻ đầy tham vọng quyền lực, sự ủng hộ của Tô Lâm với Tổng Trọng đã vô tình chắp thêm nanh vuốt và biến Tô Lâm trở thành một con hổ rất dữ tợn, móng Trọng mất kiểm soát. Rất may, Tổng Trọng vẫn còn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng. Vì thế, ông đã đảo ngược được và làm cho chủ tình thế cho đến nay. Và đối với câu nói Tổng Trọng và Tô Lâm, ai gieo gió và ai đã gặt bão, có lẽ quý vị sẽ có câu trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Cuộc chiến cung đình Tổng Trọng và Tô Đại Tướng, ai gieo gió, ai gặt bão đây. Cuộc chiến cung đình Tô Lâm và Bộ Công an sẽ thắng hay bại? Sự tùy tiện trong việc tuân thủ pháp luật cũng như điều lệ của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo nên một hình ảnh rất xấu về một đảng chính trị duy nhất hợp pháp đang cầm quyền ở Việt Nam hiện nay. Tổng Trọng tự cho mình là trường hợp đặc biệt để bám ghế Tổng Bí thư, trong khi điều lệ của Đảng đã quy định rất rõ về độ tuổi, tiêu chuẩn, sức khỏe của người đứng đầu. Ngoài ra, vào năm 2013, ông Trọng còn tùy tiện khi đưa ra chủ trương xây dựng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tiêu cực ở Trung ương. Đây được cho là một quyết định trái pháp luật, trà đạp đến hiến pháp của Việt Nam. Đó cũng là lý do vì sao mới đây trên mạng xã hội lan truyền ý kiến phản kháng của cựu Chủ tịch Quốc hội
Vương Đình Huệ trong cuộc họp Bộ Chính trị vào ngày 18 tháng 4 đối với việc xem xét kỷ luật ông. Theo đó, ông Vương Đình Huệ phát biểu như sau: chính các đồng chí đang ngồi trên pháp luật, khi đất nước có hiến pháp, có các bộ luật, nhưng ngày 1 tháng 2 năm 2013 lại thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Các đồng chí không lấy hiến pháp làm kim chỉ nam mà lại thực hiện theo cảm tính, yêu, ghét, biến cơ quan tố tụng thành nơi mua bán công lý, để rồi bắt bớ kết án tùy tiện, không dựa vào chứng cứ khoa học mà theo lời khai đã được sắp xếp có kịch bản, nhằm làm cho người bị hại vô tội. Tôi hỏi các đồng chí có đất nước nào trên thế giới theo chủ nghĩa xã hội mà áp dụng luật rừng như chúng ta nữa hay không? Chúng ta đang tạo ra một nhà tù dự bị do chính chúng ta và con cháu chúng ta. Và mới đây nhất, trên trang Facebook của Trương Huy San là một nhân vật nổi tiếng, lâu nay vốn vẫn ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng, cuối cùng cũng phải cay đắng chỉ ra sai lầm của ông Trọng. Theo đó, trong bài viết Những suy nghĩ không rời rạc, ô Duy Huy Đức, tức là Trương Huy Sang, đã viết như sau: ngay cả những tổng bí thư bị coi là bảo thủ nhất như Đỗ Mười hay Lý Khả Phiêu sau Hiến pháp 1992 cũng đã phải chuyển dần từ một chế độ đảng trực trị sang chế độ đảng cầm quyền. Thông qua nhà nước, việc tái lập các ban của đảng thời Nguyễn Phú Trọng là một bước lùi về chính trị. Nếu như người am hiểu về nhà nước pháp quyền biết cách ông trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh ngồi sau cánh gà các phiên tòa lãnh đạo án như thế nào, chắc chắn họ sẽ vô cùng thất vọng. Song rất tiếc, đa số người dân ở Việt Nam hiện nay không biết được sự thật vốn đã tồn tại ở một số đông ca ngợi, thậm chí là tôn vinh ông Trọng, coi ông là người hùng chống tham nhũng. Tương tự như với cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lấy lý do Tổng Trọng quá tham quyền cố vị, cương quyết không chịu nhả chiếc ghế mà ông đang ngồi. Nếu ông Trọng còn làm Tổng Bí Thư thì trong danh sách nhân sự kế nhiệm sẽ không có tên ông Tô Lâm. Những tính toán thiếu chín chắn và cơ sở pháp lý nêu trên đã khiến cho đại tướng là cựu Bộ trưởng Bộ Công an thất bại toàn tập, thậm chí là có thể trắng tay. Tổng Trọng hầu như không phải động chân, động tay, chỉ bằng mấy nước cờ đã xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục. Quyết định đưa đại tướng quân đội Lương Cường ngồi vào ghế thường trực Ban Bí Thư ngay lập tức đã khiến ông Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an phải thay đổi thái độ. Thay vì tự ý làm loạn, lạm dụng quyền lực kiểu tiền trảm hậu tấu như trước đây, nay đã trở nên trật tự hơn và vâng lời hơn các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, điều này không biết có được lâu hay không. Hơn thế nữa, sự thất bại của ông Tô Lâm càng chứng tỏ cho thấy sự quyền biến cũng như xử lý tình huống của ông Trọng. Ông Trọng đã đẩy Tô Lâm vào pha cánh, trở thành lực lượng đối đầu với phe quân đội, vốn dĩ là lực lượng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của số đông dân chúng. Điều này khiến quân đội khác hẳn với công an là lực lượng còn đảng, còn mình. Thực chất là một lũ kiêu binh đang trên đà, mất kiểm soát. Đó là chưa kể tới việc Bộ Quốc phòng sẽ ra tay khi cần thiết. Không những thế, sai lầm của Tô Lâm bỗng chốc đã phong thánh cho Tổng Trọng, đưa ông Trọng từ một kẻ tham nhũng quyền lực, bám ghế cố vị, trở thành người anh hùng cứu đảng. Rõ ràng, ông Tô Lâm đã bị ông Tổng và phe cánh gài bẫy để trở thành một kẻ vì tham vọng quyền lực, kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để tranh thanh trừng các đồng chí của mình, vốn là những ứng viên tiềm năng cho ghế Tổng Bí Thư mà ông Tô Lâm đang muốn vươn tới. Quan trọng hơn nữa, vô tình, ông Tô Lâm đã giúp cho Tổng Trọng ung dung bước vào nhiệm kỳ Bí Thư lần thứ tư tới đây. Trong cuộc chiến cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thất bại hay thành công của ông Tô Lâm Bộ Công an đang còn là một câu hỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Cuộc chiến cung đình Tô Lâm và Bộ Công an sẽ thắng hay bại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.